Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá gạo ngày 28 tháng 4 2023 giá đi ngang. Giá gạo hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sau khi điều chỉnh vào ngày hôm qua. Cận lễ giao dịch lúa gạo chậm, một số kho ngưng mua chờ qua lễ mới giao dịch tiếp. Các lái lúa thì cũng ngưng mua, chờ quan sát thêm. Trên thị trường thế giới thì giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 dao động trong khoảng 483 đến 487 đô trên tấn, đã tăng khoảng 35 đô trên tấn so với tháng trước. Hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam chủng loại 5% tấm thấp hơn gạo cùng chủng loại của Thái Lan dao động từ 5 cho tới 10 đô trên tấn. Đối với các dòng gạo thơm, giá gạo xuất khẩu như là Jasmine của Việt Nam ghi nhận đang ở mức là 553 đô cho đến 557 đô trên tấn, tăng khoảng 10 đô so với tháng trước. Giá gạo Homaly 100% Thái Lan hiện đang ở mức 834 đô trên tấn, tỷ lệ tăng trưởng tương đương với giá gạo Việt Nam. Thị trường xuất khẩu gạo có nhiều tín hiệu tích cực giúp giá lúa gạo nội địa tăng lên. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính đến hết quý 1/2023, giá nội địa tăng từ 100 cho tới 200 đồng một ký đối với thóc và tăng 200 đến 500 đồng một ký đối với gạo các loại so với thời điểm đầu năm 2023. Tăng khoảng 700 đồng một ký đối với thóc và tăng 1.200 cho tới 1.600 đồng một ký so với cùng kỳ năm 2022. Ông Trần Ngọc Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết quý 2 và cả năm 2023, xuất khẩu gạo tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Hiện các doanh nghiệp đã ký đủ đơn hàng mới cho quý 2. Các nhà máy đang tăng tốc chế biến để kịp tiến độ giao hàng. Hiện ngành hàng tỷ đô này đang đón nhận rất nhiều cơ hội để gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Giá gạo tham khảo tại Sadec: gạo 504, gạo lứt 9.550 đồng đến 9.650 đồng. Gạo trắng 10.800 đến 10.900. 380 có giá dao động là 9.500 đến 9.600. Gạo lứt, còn gạo trắng là 10.800. 5451, gạo lứt 9.700 đến 9.900. Gạo trắng là 11.500 đến 11.600. OM18, Đài Thơm 8, gạo lứt 10.100 đến 10.200. Gạo trắng 11.700 đến 11.900. Tại Cái Bè, 504, gạo lứt là 9.600 đến 9.700. Gạo trắng là 10.800 đến 10.900. 5451, gạo lứt là 9.900 đến 10.000. Gạo trắng là 11.600 đến 11.800. OM18, Đài Thơm 8, gạo lứt là 10.100 đến 10.350 đồng. Gạo trắng là 11.900 đến 12.300. Hàm Châu 95, gạo có giá là 10.400 đến 10.500. Tại khu vực Lấp Vò, gạo lứt các loại 504 9.500 đến 9.600, 5451 9.600 đến 9.800, Đài Thâm 8 OM18 10.000 đến 10.250 đồng. Tại Cần Thơ, gạo lứt các loại 504 9.500 đến 9.600, 5451 9.600 đến 9.800. Đài Thâm 8 OM18 10.100 đến 10.300. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi, tùy chất lượng và Ấn Độ. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.